Một bát hương thờ Phật, tôi còn hai bát kia không thờ, không thắp hương để cho nó mốc à. Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Ngài không phải là ngoại đạo. Ngài vốn là khi còn sống á, chúng ta biết là Ngài là một vị đại tướng quân, giống như là cố đại tướng Võ Nguyên Giáp của ở thế kỷ 19-20 của chúng ta vậy. Ngài có công rất lớn với đất nước, cùng với triều đại nhà Trần là 3 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông hùng mạnh, và được toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta là tôn kính và suy tôn Ngài như là một vị thánh ở trong lòng dân tộc. Chúng ta thờ Ngài không có gì sai, điều quan trọng nhất chúng ta thờ có đúng hay không thôi. Chứ cũng chúng ta thờ tôn tượng của Ngài, bốc bát hương để cúng dường Ngài, đó là một việc làm rất tốt, rất nhân văn, rất ý nghĩa, rất nhân đạo. Phật tử chúng ta làm điều đó rất tốt. Chúng ta thấy này, ở dưới ban thờ của Địa Tạng ở trong Pháp hội chúng ta thì có thờ di ảnh của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà chính là cái tuần lễ 35 mà gia đình nhà cụ và trực tiếp là con gái của cụ, cô Võ Hòa Bình thỉnh ảnh lên để cùng với Pháp hội chúng ta làm khóa lễ tri ân báo ân cố đại tướng. Thế cho nên cái ảnh đó được thờ từ đó nay, và chắc chắn ảnh đó đã có duyên với chùa chúng ta ở đây rồi. Và chúng ta vẫn thờ phụng các ngài bình thường, thanh bông hoa quả đèn hương bình thường. Chúng ta đừng nghĩ là thờ thánh là phải sát sinh để cúng các ngài, không có việc đó. Đức Trần Hưng Đạo, chúng ta biết là khi còn sống, đọc trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, các quý vị phải đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam mới thấy rằng Đức Sơ Tổ Trần Nhân Tông và Ngài Trần Hưng Đạo đều là học trò học Phật Pháp với Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Hai người đều học Phật với Tuệ Trung Thượng Sĩ, một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam ở thời nhà Trần. Gọi là thiền sư nhưng mà Ngài là Phật tử đại gia, giống như Bồ Tát Duy Ma Cật ở thành Xá Vệ khi Đức Phật Thế Tôn còn tại thế. Việt Nam chúng ta có một vị thiền sư nổi tiếng, đó chính là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, mang cái hình dáng của một cư sĩ tại gia, nhưng mà về giáo lý cũng như là về sự hành trì của Ngài phải nói là siêu việt về mặt đạo đức và giới hạnh. Chúng ta biết là đến Trần Nhân Tông là Sơ Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, còn là học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ mà. Và Trần Hưng Đạo cũng chính là học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ, cùng học Phật Pháp với Ngài. Chính vì học Phật Pháp cho nên chúng ta mới nghe thấy một câu chuyện là gì? Trần Hưng Đạo biết được phép thuật. Khi mà cái quân giặc của Nguyên Mông sang Việt Nam chúng ta xâm chiếm, khi mà cái tướng giặc bị mà chúng ta bắt được xong rồi đem ra để pháp trường để xử trảm nó, chém đầu để thị uy cho binh lính của chúng ta, thì các vị biết là chém mãi nó không chết. Nó có phép thuật chém nó không chết, dao chém nó không chết. Thì bây giờ cái đấy thì chúng ta mới nghe, chúng ta nghĩ là như đấy là một cái chuyện tiểu thuyết tiếu lâm. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết là có những cái võ công người ta học gọi là cái võ ma đó, cái quyền thề hay là võ ma đó. Chúng ta biết là họ biểu diễn cả lên tivi, các vị thấy đó. Qua cái sự khổ luyện và có một chút cái sự huyền bí về tâm linh nữa. Chúng ta thấy khi mà họ đọc cái câu thần chú nữa, họ lên họ cứ như người say, họ lên là dao chém vào không đứt. Thầy xem ở trên VTV3 mà có cái trường hợp là mấy cái anh thanh niên ở trong thành phố Hồ Chí Minh, trong miền trong biểu diễn cái võ thuật của họ, dao chém không đứt, chém bụp bụp và không có đứt đó. Thì chúng ta thấy cái trường hợp đó có cái sự khổ luyện cộng với một chút vấn đề tâm linh, họ có làm được cái vấn đề mà người bình thường không thể làm được đó. Thì chúng ta biết là binh lính chúng ta chém mãi nó chả chết. Bây giờ đích thân là đại tướng quân của chúng ta, đó chính là Ngài Trần Hưng Đạo, ra phải gì? Và Ngài đọc câu thần chú của Phật lên, rồi Ngài dùng một chút những cái Ngài biết được, những cái họ học cái phép thuật đó thì dùng cái gì để xử nó. Và Ngài ra Ngài
đích thân Ngài vung dao Ngài chém thì nó mới chết. Thế chúng ta biết rằng á, ngoài là một vị tướng quân bình thường đánh giặc ra, Ngài còn là một vị nghiên cứu về Phật pháp rất thâm sâu. Đó chính là đệ tử của Phật, đệ tử của Tuệ Trung Thượng Sĩ, đệ tử của Phật môn ở tại gia đó. Và chúng ta biết là cố đại tướng Phó Nguyên Giáp khi cuối đời của Ngài á, khi mà về hưu tuổi già á, Ngài cũng quy Tam Bảo và tu hành về thiền. Ngài nghiên cứu và tu tập về thiền. Ngài đã theo Hòa Thượng Thích Thanh Từ và tu tập về thiền. Đó. Cuối đời Ngài là nghiên cứu Phật pháp, giống như các vị mà nổi tiếng ngày xưa vậy, thời xưa của Việt Nam chúng ta vậy. Để cho nên cái việc mà thờ bát hương Đức Trần Hưng Đạo ở trong nhà rồi thì chúng ta cứ thờ bình thường, vẫn cắm hương, vẫn lễ bái bình thường. Nhưng điều đặc biệt là chúng ta chỉ thanh bông hoa quả để cúng Ngài giống như cúng Phật thôi, thì công đức vô lượng. Chứ đừng nghĩ là thờ thánh trong nhà là phải giết gà mổ lợn, không có cái chuyện đó. Kể cả thờ thánh mẫu cũng không phải làm điều đó. Nếu có thời gian sau này thì kể cái chuyện thánh mẫu Liễu Hạnh quy y với Quán Thế Âm Bồ Tát như thế nào. Vì sao ở trong chùa lại được thờ thánh mẫu Liễu Hạnh, lại được thờ ở bên cái mộ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.